you shut like a jacket, so do yours too. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you. Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh truyền thông của TechSound Việt Nam. Ngày hôm nay thì em cùng team TechSound thì đi công lắp đặt cho anh gia chủ ở đây một bộ cấu hình âm thanh. Và các bác nhìn xa xa kia, các bác thấy những gì quen quen rồi đúng không ạ? Đấy chính là thương hiệu Nexo. Và ở đây bác chủ của chúng ta đã đầu tư 4 chiếc Nexo PS8 ở 4 góc vị trí của nhà. Đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hai chiếc xúc. Đấy, đố các bác biết ma này là ma gì? Đấy, thì trả lời ở phía dưới comment giúp em nhá. Đấy, thì bác chủ có dùng một chiếc ở đây và một chiếc ở góc bên kia của căn phòng. Đấy, nhìn cái căn phòng khách của bác chủ đây rất là đẹp các bác. Nhà cũng là đẹp luôn. Đèn trần này, sofa này, đồng hồ. Trời ơi, tất cả đều toát lên một cái mùi gọi là mùi tiền các bạn ạ. Một hai. Em sẽ đi vào trong. Anh Nam. Một hai. Và anh Toàn đây thì đã chuẩn bị những cái thiết bị đồ nghề để chuẩn bị căn chỉnh cho cái hệ thống âm thanh của chúng ta ngày hôm nay rồi. Đây. Qua chiếc xúc ở bên đây. Đây là chiếc xúc của chúng ta đây. Xúc gì thì các bác trả lời dưới comment nhé. Đây, nó PS8 này. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng vị trí này là main left và main right ở đây. Đấy. Còn hai chiếc phía sau là surround rồi. Còn kia là hệ thống điều hành của chúng ta. Đấy. Các bác nhìn thấy, đố các bác nhìn từ cái vị trí này các bác đoán xem có những thiết bị nào. Và ở cái hệ thống này của chúng ta rất là đặc biệt các bác nhá. Thường thường thì đối với một cái hệ thống Nexo thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc controller. Nhưng mà đối với cái hệ thống này thì chúng ta lại sử dụng một chiếc super controller. Đấy. Ok, một chút nữa thì em sẽ bật mí cái hệ thống điều hành của bộ âm thanh này cho các bác xem nhá. Đấy, bây giờ thì đây, Mr. Nam và Mr. Toán đang căn chỉnh. Và sau khi em đã đi dạo chơi một căn lâu đài thì có vẻ như là Mr. Toán và Mr. Nam cũng đã căn chỉnh xong hệ thống âm thanh của chúng ta ngày hôm nay. Các bác thấy hơi mờ đúng không? Đúng rồi, có cái lớp kính ở đây mà. Lớp kính, kính trong quá, em nãy suýt đập đầu ở đây các bác. Đấy, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vào trong để trải nghiệm cái chất âm của hệ thống âm thanh đến từ thương hiệu Nexo Made in France. À, ok. Đấy, Mr. Toán ơi. Đây là Mr. Toán và Mr. Nam của chúng ta đang tiến hành căn chỉnh. Ok, và hiện tại thì anh em team TechSound Việt Nam, Mr. Nam và Mr. Toán ấy đang hoàn thiện nốt cái phần căn chỉnh cho hệ thống âm thanh của chúng ta. Đấy, thì ở đây trong cái căn phòng này sẽ rơi khoảng độ đây là 7 này, đây là 6 này, 6742, 42 m². Một cái căn phòng 42 m² mà chúng ta chỉ sử dụng hai con xúc LS400. Đây là một chiếc xúc LS400 này, và phía bên kia đối xứng. Đấy. Là một con xúc LS400 nữa.
Tổng trong căn phòng này chúng ta sẽ sử dụng 4 loa full PS8 và 2 chiếc súp LS400. Đấy, nhưng mà rất là áp lực các bạn ạ. Đây, em sẽ di chuyển xung quanh căn phòng cho các bác có thể nghe được cái chất âm đều xung quanh luôn. Đấy, quanh khu vực ghế sofa này. Đấy, các bạn nghe chưa? Rất là đều, em sẽ đi ra phía sau nhá. Căn phòng rất là đẹp luôn. Mặc dù trong cái căn phòng này ấy, có khá là nhiều kính. Ở đây có kính này, kính này. Đấy, kính này, kính này. Nhưng mà cái tiếng đưa ra nó không bị bùng nhùng. Mà cái âm thanh ấy, sợ nhất là kính này, gương này, nó là phản xạ lại mà. Đấy. Nhưng mà trong căn phòng này phải nói là rất tuyệt vời. Quyền trường đôi vắng những chuyến mưa qua.
LM26. Đây là một thiết bị mà quản lý loa hiệu năng cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này nếu như mà có thể nói ở cái thời điểm hiện tại thì đây là chiếc DSP có thể là nổi tiếng nhất thế giới, và có thể những cái tính năng và những cái công năng mà cũng là tân tiến nhất thế giới ở cái thời điểm hiện tại rồi, cũng không thể hơn được nữa các bạn. Tại sao nó lại có những tính năng và những công năng như vậy? Thì với con Lex LM26 này, nó tích hợp mọi tính năng ở trong này, những cái tính năng về equalizer rồi là xử lý mọi thứ luôn, tức là những cái gì liên quan đến âm thanh. Thật ra nói những cái này thì nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà các bác hãy hiểu rằng là đây là một thiết bị mà nó giúp cho chúng ta quản lý và vận hành thiết bị âm thanh của chúng ta. Ở đây chính là những chiếc loa, ví dụ như là loa full đây này, loa sub này, nó được hay nhất, chính xác nhất và tuyệt vời nhất với những cái tính năng ví dụ như là Dynamic Equalizer chẳng hạn, hoặc là FIR Fear chẳng hạn, thì nó giúp cho kiểm soát tối đa cái việc đó là cái com EQ. Ví dụ trong âm thanh chẳng hạn, bình thường chúng ta chỉ com được đầu ra thôi, thì trong âm thanh khi mà một cái bài nhạc chúng ta phát ra ví dụ như tần số đồng khoảng 3 kHz chẳng hạn, những bài nó hơi chói tai quá thì chúng ta có thể com nó ở 0 dB để tránh cái hiện tượng là nó bị chói tai, thì những tần số khác nó vẫn lên dương 1 dương 2 dB là chuyện bình thường. Thì với Lex controller thì nó làm cực kỳ tốt điều đó. Còn đương nhiên rồi, về những cái công nghệ ví dụ như là về frame rate hay là cái tần số lấy mẫu thì con này đầy đủ luôn. Chúng ta có từ analog đến digital, tức là có cả mạng Dante cho chúng ta chơi đa năng luôn. Và tiếp đến nữa ở đây thì chúng ta sẽ thiết bị ở đây chúng ta sẽ sử dụng như thế sau. Đó là đầu tiên thì chúng ta sẽ có là hai bộ micro rồi. Hai bộ micro thì một bộ micro sen thì anh chị chủ nhà thích hát mic sen. Và tiếp đấy đây lắp thêm một bộ micro BS9500, thì cái bộ mic này là chuyên phục vụ cho bạn bè đến, là mọi người thích hát theo kiểu karaoke, kiểu ở quán hát hay các bác, nên là chúng ta sẽ lắp thêm cái bộ này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một chiếc khoang số để mic, và hai đường chúng ta sẽ chỉnh độc lập luôn, một đường chúng ta chỉnh cho mic xem và một đường chúng ta chỉnh cho mic BS9500, và từ vang số chúng ta sẽ đưa xuống controller Lex LM26. Chúng ta sẽ có là 2 in và 6 out và chia ra các hệ thống loa của Nexo để chúng ta xử lý tín hiệu. Đó, vậy thôi. Đây là toàn bộ. Còn đương nhiên là để làm chủ được cái thiết bị Lex LM26 này thì có lẽ là không ai cũng làm phải là làm chủ được. Chúng ta đơn giản là thiết bị cao cấp nhưng mà chúng ta phải làm chủ được nó. Và sắp tới thì em sẽ có cái clip cố gắng là review chi tiết về cái LM26 này cho các bạn nhé. Ok.